nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức và người lao động của chi cục, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2014. Xin mời trình bày của các bạn. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể các đồng chí. Lời đầu tiên cho phép Quang Mạnh gửi tới toàn thể quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể các đồng chí lời chào và lời chúc sức khỏe, chúc cho hội thi thành công tốt đẹp. Và sau đây Quang Mạnh xin thay mặt cho đội Việt Nam trả lời phần thi hùng biện như sau. Quả tiếp thu chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, tôi nhận thức được rằng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm là sự khẳng định công việc được giao mà mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần phải làm một cách tự giác, phải có ý thức về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác, phải có đạo đức cách mạng, nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng, chống bệnh quan liêu. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân là sự đẩy lùi tính hư nét xấu, xóa bỏ nguồn gốc và tác hại khôn lường của những căn bệnh nể nang, kéo bè kéo cánh, cục bộ bản vị cá nhân, hữu danh vô thực, tham lam lười biếng, tham ô, làm tha hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm là sự thể hiện công việc, tính nhân cách và niềm tin yêu của cán bộ, công chức, viên chức đối với quần chúng. Như vậy, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân có ý nghĩa và tầm quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta, tạo điều kiện khơi dậy, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, về lối sống, khắc phục thói hư nói một đường làm một nẻo, tôn sùng chủ nghĩa cá nhân, chặn đứng đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, hình thành phát triển các giá trị đạo đức, xây dựng con người Việt Nam có nhân cách cao đẹp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lối sống văn minh, quan hệ xã hội lành mạnh, tiến bộ, tạo được bước chuyển biến mới, nhiều niềm tin mới, khí thế mới trong xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, thật sự là đạo đức, là văn minh. Kính thưa quý vị, để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2014, trên cơ sở quán triệt việc nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, cần phải có những giải pháp cụ thể phù hợp cho từng đơn vị. Đối với ngành thú y, nhiệm vụ trọng tâm là công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, kiểm dịch động vật và góp phần bảo vệ sức khỏe cho con người. Đặc biệt khi quan hệ hóa quốc tế gia tăng, nhiều hiểm họa dịch bệnh gia súc gia cầm và con người đang đe dọa từng giây từng phút. Vai trò của ngành thú y trong cộng đồng xã hội được coi là hết sức cần thiết, thì tại cơ quan chúng ta cũng đã cụ thể hóa các chỉ tiêu nhằm được xây dựng phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm một cách có hiệu quả. Đội phía Nam chúng tôi với những thành viên ở năm huyện Cam Lâm, Cam Ranh, Diên Khánh, Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đưa ra những giải pháp như sau. Một, mỗi cán bộ công chức, viên chức, người lao động có chương trình hành động cụ thể gắn liền với nhiệm vụ được giao, nắm vững chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của đơn vị về tiêm phòng, kiểm dịch, phun thuốc khử trùng, tiêu độc, tích cực triển khai tuyên truyền cho mọi người biết và hưởng ứng. Hai, bám sát địa bàn phụ trách, nắm cho được những thuận lợi khó khăn để có phương án chỉ đạo kịp thời. Ba, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức trong phong cách lối sống, ứng xử, sự tận tụy với công việc, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, chủ động xử lý tình huống dịch bệnh phức tạp xảy ra, đồng thời đáp ứng nhanh, chính xác các quy trình quản lý theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001-2008 vào từng lĩnh vực.
cuộc, tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình trong đơn vị, biểu dương khen thưởng kịp thời các thành tích xây dựng gương người cán bộ công chức viên chức mẫu mực. Kính thưa quý vị, Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã suốt đời tận tụy vì dân vì nước, tập gương sang người của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, luôn soi dọi vào hành động và suy nghĩ của mỗi chúng ta. Bài viết hôm nay của đội Thế Nam xin được thể hiện sự quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2014. Có thể giải pháp trình bày chưa đủ, nhưng quá trình thực hiện sẽ được bổ sung. Bác Hồ người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, mãi ngàn đời bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Kính thưa quý vị, phần thi phục viện của đội Thế Nam đến đây là hết. Xin kính chúc quý vị đại biểu và giám khảo cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin